Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với Cuộc Sống Miền Tây. Gần đây thì chuẩn bị tới Noel rồi, chuẩn bị Christmas rồi. Thì hiện tại đang ở các store đang rất là hot một cái mẫu nước hoa, đó chính là Chanel Limited Edition. Là một cái mẫu mà Chanel No. 5 với cái phiên bản đỏ cũng toàn thân luôn á. Thì hôm nay Lâm là người tự tin, là người đầu tiên ở trên YouTube, trên tay, thậm chí tất cả các trang nước ngoài luôn, tất cả các review của nước ngoài luôn vẫn chưa có trên tay hết. Thì hôm nay Lâm sẽ trên tay cho các bạn xem, và các bạn nhớ nha, ngày hôm nay là ngày 17 tây tháng 11 nha các bạn. 17 tây tháng 11, Lâm là người trên tay đầu tiên hai cái mẫu Chanel No. 5 Limited Edition trên kênh YouTube. Tất cả các trang nước ngoài vẫn chưa có ai trên tay. Rồi, trước khi đi vào vấn đề chính thì Lâm xin giới thiệu sơ qua một số mẫu mà hôm nay Lâm giao cho khách, để các bạn có một cái nhìn khách quan hơn về những cái sản phẩm mà Lâm đang kinh doanh ha. Đầu tiên là Nakiso Goddess, Nakiso Glorious for her Elder Perfume. Cái phiên bản này thơm rất là giống như một cái mùi phấn em bé vậy đó. Rất là hay, và đặc biệt là hàng này của Pháp, thơm rất là dai dẳng và trẻ trung, rất là hiện đại chứ không có mang một cái hơi hướng cổ điển như là Lancôme nha các bạn. Đây, 100ml nha các bạn, giá rất là tốt, giá bên Lâm Mình Shop cực kỳ tốt luôn, và ship toàn quốc nha các bạn. Đây là dòng discount, hàng của Lâm luôn có tem code nha các bạn, có tem code đàng hoàng nha các bạn. Đây là CKC Beauty, mẫu này cũng khá là thơm nha các bạn. Dòng này, đây là Chanel Alu Homes, phiên bản Edition Blanches. Cái phiên bản này Lâm đã từng trên tay các bạn xem rồi nha, các bạn chịu khó xem lại nha. Blanches. Hai mẫu Chanel Alus, đây là phiên bản Elder Toilette và đây là phiên bản Extreme, phiên bản đậm đặc hơn nha các bạn. Rồi các bạn, bây giờ trở lại vấn đề chính là Lâm Mình Shop tự tin là người đầu tiên trên tay mẫu Chanel No. 5 phiên bản Lưu và phiên bản Elder Perfume, phiên bản Red đầu tiên nha các bạn. Đây là Chanel No. 5 phiên bản Red. Phiên bản này thì toàn thân của nó là một cái màu đỏ, một màu đỏ rất là đẹp và rất là Christmas. Nó rất là thích hợp cho các bạn để mà tặng quà trong cái mùa Giáng sinh này nha các bạn. Có một cái bật mí là cái tiếp viên hàng không xách về chỉ một lần là được hai chai thôi. Cho nên Lâm là người nhanh chóng, Lâm đã nhập về sớm nhất để mà trên tay các bạn xem. Bởi vì hàng này đã có khách đặt rồi, khách này đã order rồi nên hai chai luôn. Cho nên là Lâm sẽ trên tay các bạn xem. Bởi vì những cái tiếp viên hàng không mang hàng về á, thì chỉ một lần, một người á, thì chỉ mua được có hai chai thôi nha các bạn. Đây là hai chai khác nhau nha, hai phiên bản khác nhau nha. Đây là phiên bản Elder Perfume, còn đây là phiên bản Lưu nha các bạn. Có chữ Lưu nè. Nghe các bạn hãy nhớ nha, Lâm đã là người trên tay đầu tiên nha các bạn. Và cảm ơn các bạn đã tin dùng hàng của Lâm Mình Shop trong những cái thời gian qua, đã coi như là cũng 6 năm rồi, 6 năm Lâm bán hàng rồi thì đã có những cái khách hàng khắp cả nước rồi. Thì cảm ơn các khách hàng đó vẫn tiếp tục tin dùng hàng của bên Lâm nha. Và các bạn có muốn mua hàng thì hãy liên hệ qua hotline 0939010422 mà Lâm để bên dưới, để các bạn có thể liên hệ với Lâm mà tư vấn nghe các bạn. Chúc các bạn một ngày thật là nay đề, và Christmas sắp tới rồi thì chúc các bạn là những ngày Giáng sinh an lành nha. Và Lâm sẽ tiếp tục trên tay các mẫu nước hoa mới cho các bạn và giới thiệu cho các bạn xem ha. Hai mẫu hôm nay Lâm chuẩn bị đi giao cho khách rồi. Và đây là hai cái chai gần như là đầu tiên ở miền Tây được giao nha các bạn. Các bạn hãy nhớ nha, hôm nay trên YouTube chưa có ai cầm trên đây nha, món này nha.